Đấy, thế chứ này. Năm nào này. Phải tương vương, ta dù quân chúa vừa đi là an toàn tới đây. Và để xa ra thì mới nhìn rõ mặt. Đấy. Đấy, anh nhá. Ừ thế chứ này. Đấy. Nó già quá. Đấy. Đường già như thế thì chết. Chỉ có 3.000 đứng cao thì cũng không gần. Tao gần. Tao không gần. Mày gần. 3.000 quân dân. Để mà chôn sống cùng hai viên hoàng tướng của bọn ta. Bạn thấp thì xuống. Đấy, anh nhá. Thẳng mặt rồi đấy. Đều phải là bạn cùng quan. Quá đẹp, bà nói chuyện xem bà nói chuyện với bà. Hai bà rồi. Ừ, ta được trẻ thế này cả. Ô trẻ chứ. Ừ. Ta ra. Đâu, bà đâu xem nào có phải không trẻ không? Đây. Có trẻ này, thế này là trẻ hay già à? Trẻ. Trẻ chưa trẻ so với tuổi bà nhỉ. Ừ. Lão phụ đến kể. Tao năm nay phải 80 lần chữ rồi. Thế là trẻ. Mà sao ta lại trẻ thế này nhỉ? Nói, bà nói chuyện tiếp đi, bà bảo đi. Trẻ đúng không? Bà trẻ. Trẻ không? Trẻ quá trẻ. Đấy, cười đấy. Cười cũng hài mang. Nhìn lên, nhìn kia đây. Đấy, đấy, nhìn thẳng đây này, thì nó mới thẳng mắt, thẳng mắt. Đấy, đây, để xem này, đấy. Bạn nhìn vào đây. Đấy, rồi nói đi, đấy, nhìn thấy chưa? Đẹp, đấy, đẹp này, đẹp nào? Không ai này. Đấy, xinh ấy, đẹp lão. Có được như này không? Đấy, đi thật đây. Như nào, mình như nào là trong mình như thế đấy. Đẹp. Tươi nhỉ. Vâng, đây, đẩy cho bạn nhìn rõ hơn. Đấy, rồi, đấy. Cái kiểu gì nhà mà nấu, kiểu gì hôm thì bạn. Nếu nếu mà người ta được như thế này thì đó. Được đấy, chính mẹ. Làm gì mà được thế này. Đây, ảnh bà đây, bà thật trực trực tiếp lên gì. Bà đây. Cháu đây này. Xinh thế quá. Ôi xinh quá gì, xinh. Cháu đây này, cháu đây này. Cháu đấy. Đấy, cháu đây này. Đấy, bà nhìn thấy không? Bà nhìn thấy cháu không? Bà nhìn cháu đây. Thế đây có phải cháu không? Cháu Toàn đấy đúng không? Bà để xa ra phải không? Cháu Toàn không? Đấy, đây chưa? Đấy. Ừ, thằng Toàn đấy. Đấy, cháu Thủy đây. Ừ, cái Thủy trông không rõ bằng ông Toàn. Ồ, thế bà hạn trẻ thế cả. Ôi trẻ nhỉ? Ừ, làm gì được như ở trong mảnh. Ờ, mình như nào ngoài như thế? Em thà, thế thì hạn trẻ quá. Ôi, trẻ chứ. Trời ơi, chú mày. Ở đây đây, đây bà há mồm ra nó cũng há theo đúng không? Ừ. Đấy đấy đang trực tiếp lên của bà đang gì nữa. Tức là đang hiện tại bây giờ luôn đây này, đang mặt đang mặt, quay bà bây giờ đấy. Đấy đang quay đây là mặt bà luôn đấy. Bà trẻ thế làm gì nữa, trẻ đúng không? Ừ. Đấy, làm gì mà tao được trẻ thế này. Đấy. Tại vì bà không soi gương thì bà không biết. Cũng được đấy, cái mặt không đến nỗi. Đúng rồi. Tóc đây này, đây cháu sờ bà, đấy chưa, đấy tóc này vẫn còn tóc đúng không? Đây, sờ đến đầu bà đây đúng không? Đây cháu đặt vào má bà, đấy chưa? Đấy, má đấy đúng không? Phình phình như này. Đấy, mồm tươi, vẫn tươi, cười tươi như này này. Bà cười xem nào. Đấy, cười đẹp thế gì nữa. Vẫn trẻ lắm. Vẫn đẹp lắm. Ôi anh à, bố ơi. Ơi. Bà nhìn vào đây, nhìn thẳng đây này thì nó mới nhìn rõ mặt. Đấy, trợn trợn. Trợn mặt đi. Trợn trợn, trợn quá. Trợn mặt đi, không phải phải sợ. Bà cháu phải sợ. Đấy, bà quay nói chuyện này đi, xong là cháu sẽ cho lên mạng, cháu lưu lại. Về sau thì con cháu chắc chút chít là nhìn thấy cụ. Vâng. Em cho cái gì? Tức là để lưu lại đấy, coi như là không mất được ấy. Tức là về sau mà con của cháu, tức là chắc của bà cụ là vẫn nhìn thấy. Bảo các bà nói đi các cháu ơi, cụ đây, các thứ rồi bà nói. Thế hả? Các cháu ơi, cụ đây, cụ cháu đây này. Ra đây nói chuyện với cụ bút đây này. Nhớ mặt cụ nhé. À, nhớ cụ không? Cháu lên cháu bé nhá. Đúng rồi, bà nói thế để lần sau các cháu được nhìn thấy mặt. Đấy, đấy bà cứ nói đi, xong tí cháu bật lại cho bà nghe, cụ nghe bà nghe. Nha. Ừ. Cháu ngoan nhá. Đúng rồi, bà chịu gom ăn cơm cho nó no nhá.
rồi ngủ cho nó kỹ để là cho lúc khỏe rồi mà đi học nhá. Ngoan lắm nhỉ. Cháu học hành cho nó ngoan nhá. Để là học giỏi, xong là thi cũng giỏi. Cái gì cũng 10, 9 nhé cháu nhé. Ngoan đây. Bà nói tiếp đi, bảo là các cháu nội cháu ngoại rồi là mọi người là như nào. Thế các cháu ngoan nhá. Cháu nội cháu ngoại thì ngoan nhá. Phải nghe lời bố mẹ dạy nhá. Đi học phải nghe thầy nhá. Rồi là về nhà thì phải ông bà các cô các chú dặn cháu ngoan thì phải ngoan nghe chứ, phải nghe lời. Đẹp mẹ. Bà hắn trẻ thế này cơ. Vâng. Xinh quá, đẹp. Đẹp lão quá. Trông cái mặt. Nhưng mà tóc là cháu nội Thái Toàn cắt cho cụ đấy, đúng không? Ừ. Cho bà đấy. Thái Toàn cắt cho bà nên là tóc lúc nào cũng đẹp thế này. Đẹp. Đấy. Đầu tròn chắc chút chít là giống mặt giống cụ hết. Kia lắm, cụ có đi về nước khác thì cái cháu mà trong ảnh cụ nhá, cụ vui vẻ với các cháu nghe chưa? Ngoan nhá. Đây là cháu lưu lúc nào cũng các cháu nào cũng biết mặt cũng đều nghe hết. Ừ. Để vào cái ảnh ấy là giờ ra thì là giờ trông cái cụ nói chuyện là biết là cụ đang nói chuyện. Cụ đương nói chuyện với các cháu nghe chưa? Ngoan nhá. Sắp cháu nội cháu ngoại con cháu là nhớ mặt cụ. Cụ hẵng trẻ thế này cơ á? Ừ. Ta tưởng cụ già lắm này. Năm nay cụ 3 tuổi rồi. 90 tuổi. 90 tuổi mà vẫn nói vẫn minh mẫn vẫn trẻ đẹp này cơ mà. Ừ. Đấy. Làm gì được như này? Đấy. Bà nhìn đi đấy nhá, bà quay bên trái cho nó sang bên trái là gì? Đây đang ảnh thực tại đấy gì nữa? Thật không? Đó. Nó cũng thêm mất đấy nhỉ. Không thêm gì. Làm gì mà tao được như này cả. Hèn nào cái bích mê này cái bà gì vào chơi với tao hỏi thăm. Nó cãi nhau với bà ấy. Bà ấy bảo bà mình thêm một cái bầu ốm. Mà nó bảo ông cháu có còn sống đâu mà lũng. Đấy nó biết trả lời đấy. Mà bà ấy bảo cái cháu bà nó kiếp. Tôi bảo bà mày mặt mũi như thế này mà cứ bảo ốm. Nó bảo ông cháu có lũng có còn sống đâu mà bà bảo ông cháu còn sống mà bà cháu lũng. Con bé con ghê thế. Ôi. Không, đứng sĩ mà. Bà cụ quay à. Cụ quay cho con cháu về sau xem. Nhẹ. Vâng. Được không? Thôi thế cụ chào con cháu đi. Thế bây giờ thì... À, thôi, không quay nhiều rồi. Thế thôi nhá. Thế là quay cụ cũng nhiều rồi. Nhớ cụ thì là... Cụ khác đi thì nhớ cụ. Cụ thì dở cái ảnh ấy mà trông cụ nhá. Dạ. Ngoan lắm. Rồi, thế thôi cụ đi nhá, bye bye. Bye bye cụ. Thôi tắt đi, chứ không phải thôi. Thôi không quay nữa. Cơ mà tao cũng sợ ngay đấy. Bà bảo đây, cụ bảo đây nha. Thôi nhá, bà vẫy đi, vẫy tay. Ý, chào. Bye. Úi giời, hay đẹp quá.